Kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Hôm nay kênh xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị đến mời quý cô chú anh chị giao lưu với một chủ vườn kiểng của Hoàng Thanh. Rồi chào Thanh lên đây. Rồi Hoàng Thanh chào chương trình, chào các bạn luôn ha. Hôm nay Hoàng Thanh về một số mai để giao lưu với chị, là bao gồm là đại lộc, cúc thọ hương, rồi cúc lạc đỏ ha quý chị, rồi giảo siêu nụ. Đủ giống cho quý chị lựa chọn ha. Lâu lâu trở lại chương trình, mong quý chị thương tình ủng hộ nhiều hơn ha. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0939990512. Rồi đầu clip là một cây đại lộc luôn quý chị ơi. Rồi mã số 1 A1. A1. Rồi cây đại lộc luôn. Quý chị liên hệ trực tiếp số điện thoại cũng là giao lô Facebook luôn quý chị. Quá trời bồ đế quý chị. Cây này là dáng long luôn, lắc từ dưới gốc lên tới ngọn luôn. Thông số Hoàng Thanh là 29. Hoàng Thanh 29. Rồi Hoàng Đế là 116. Ủa đế 116. 1m16 của chị rất là khủng ha. Rồi chiều cao của đế nôm là 20. Cao đế nôm 20. Cao tổng là 1m5. Bao la. Tổng chiều cao là 1m5 hả quý vị? Tổng 1m5. Rồi tàn ngang là 1m05. Ngang 1m05. Siêu nụ luôn chưa? Quá khứ luôn ha. Đại lộc luôn chưa? Tết có một cây thế này chơi được quá tuyệt vời ha. Đại lộc mà nụ khỏi chê ha. Quá khứ nụ luôn chưa? Rồi dáng nó là một cốt vậy, chật lắc ha, lắc tới ngọn luôn. Dáng lông luôn ha. Rồi 1m5 cao luôn. Rồi cây này em giao lưu với chị gần xa giá là 10 triệu ha. Rồi, cây cái mã số A1. A1. 10 rồi 10 triệu đồng của chị ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục là cây cúc thọ hương. Mã số A2. Cúc thọ hương siêu nụ luôn của chị ơi. Cúc thọ hương. Bộ đế khủng luôn của chị ơi. Đó cứ là cây đóng gồng ha. Cái này là phôi mai vườn chính gốc luôn chị ơi. Bộ đế nôm xỏm luôn ha. Đế đều bốn mặt luôn. Đế nôm đều cúc thọ hương ha chị. Chơi rất là bền ha, kháng bệnh rất là tốt của chị. Bao la nụ. Rồi em thông số luôn. Rồi hoành là 29 luôn. Hoành 29. Rồi hoành đế của em nó là 1m24. 1m24. Cộng ghế của chị to chà bá luôn ha, cộng lần nấy ha, to đùng luôn ha. Đó là đế nôm luôn, 24 giờ luôn. Rồi chiều cao là 1m5. Cao 1m5. Tán ngang là 85 của chị. Ngang xem 85. Nè, nó không thua gì đại lộc của chị, siêu bông luôn ha. Nách nào ở đây nè, họ hương như thế này là quá tuyệt vời ha. Siêu bông siêu nụ luôn. Đấy đoạn luôn ha. Mỗi nhánh là mỗi nách bông hay là gì? Nút bông ha. Cúc thọ hương ha. Rồi, tổng cây mở giá luôn. Rồi, mã số là A2. Rồi, cây này em giao lưu với chị xa giá là 6 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Mã số A2, 6 triệu đồng của chú anh chị ơi. Rồi, đổi cây luôn. Rồi mã số A3. Rồi A3 là một cây cúc lạc đỏ luôn đó chơi. Rồi cây có mã số là A3 ha. Cúc lạc đỏ ha, có lạc đỏ nè. Lạc nó là màu đỏ nhung ha không chị? Đây. Đỏ nhung ha. Đây nó có mặt bông đây luôn, nó có nụ bông đây không chị? Nụ bông rất là to, bông chùm ha. Cúc lạc đỏ bông chùm không chị? Bông chùm nó là rất là lớn ha. Đó. Cây này là cây gin. Cái này ương từ hạt của chị ơi. Cây ghim 100% luôn ha. Cây cũng dáng lắc lượng từ dưới gốc lên tới ngọn luôn. Mã số A3 ha. A3. Hoành là 12. Hoành 12. Hoành đế là 67. Hoành đế 67. Chiều cao là 1m16. Cao 1m16. Tán ngang là 94. Ngang 94. Cúc lật đỏ luôn chị ơi. Cây ghim 100% luôn ha. Cây này chơi Tết cũng là ok luôn. Bông khá là nhiều ha. Vừa chơi Tết luôn ha.
rất là nhiều bông quý vị ơi. Rồi cây mã số A3. Cây này em giao lưu với cô chú chị gần xa, giá là 2.400.000 hay bao ship toàn quốc luôn. 2.400.000. Cây ghim nghe quý chị. Cúc đợt đỏ ghim. Mã số A3. Tiếp tục là một lô giảo siêu nụ luôn chơi. Đó, giảo ghim. Thấy không chị? Siêu nụ luôn. Siêu bông luôn ha. Cây đế nở 24 giờ luôn. Chị xem nó lên xù luôn chị, nách nó lên xù lên rồi. Lên xù luôn thấy chị. Đế nở 24 giờ luôn, mã số là A4. Hoành là 19 của chị ơi. Hoành 19. 19. Rồi, hoành đế của em nó là 94. Hoành đế 94. Chiều cao là 1m8. Cao 1m8. Tán ngang là 120. Ngang 120. Cái gì xem ha, bông đó nè, đồ bông kẹo chân ha. Chị xem đủ bông rất là nhiều ha. Đó, cứng nách chưa không chị? Đây. Chị ta đã luôn ha. Rồi, cây giảo siêu nụ cái mã số là A5, A4 của chị ơi. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú chị gần xa, giá là 1.500.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. A4 1.500.000 cô chú anh chị ơi. Giảo siêu nụ. Rồi, cây luôn. Khoan đi. Bây giờ này nó ra chút. Rồi tiếp tục luôn. A5. Tiếp tục là mã số A5. Cũng là một cái giảo siêu nụ luôn chơi. Hàng này là đế bao đẹp cái gì, một cốt ha. Quá khứ của đế luôn hả anh chị. Rồi hoành là 21. Hoành đế là 122. Rồi, 122. Chiều cao là 2m chơi. Cao 2m. Tán ngang là 1m3. Đó, giảo siêu nụ hả anh chị. Nách của nó nụ là cứng ngắt hết trơn ha. Nách nụ luôn. Bông của em nó là 5, 7, 9, 12 cánh đó chị. Thường giảo ghim thì đa số có 5 cánh, nhưng mà 5 cánh đẹp đó chị. 5 cánh tròn. Cánh cái cánh viền cánh của nó là tròn đẹp đó chị ơi. Nhưng mà hạn chế 5 cánh lắm quý chị, mình chăm tốt thì nó thường nó đạt tới 9 12 cánh nhiều ha. Xương khủng khiếp luôn. Quá trời là xương. Thì nụ một cốt luôn hả chị. Rồi cây có mã số là A5. Rồi cây này em giao lưu với cô chú chị xa, giá là 2 triệu ha, bảo ship toàn quốc luôn. Rồi mã A5 2 triệu chị ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục là A6. Mã số A6. Cũng là một cái giảo siêu nụ luôn, đế VIP luôn chị ơi. Tàn lớn ha. Rồi hoành em nói là 19. Hoành 19. Hoành đế của em nói là cây nào cũng đế là một cây tương lai không chị. Hoành đế là 115. Đế 115. 1m15 đúng chưa? Chiều cao là 1m35. Cao 1m35. Tán ngang là 1m4. Ngang 1m4. Cái này phong rất là đẹp không chị. Siêu bông siêu nụ luôn chị ơi. Hàng này chơi tết là ok luôn. Có một cây thế này mình chắc bông hoa xung quanh đó mình chơi ha. Rất là đẹp hết không chị. Cây có mã số là A6. Mã số A6. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú chị gần xa, giá là 1.800.000 chị ơi. 1.800.000 đồng. A6, siêu bông siêu nụ luôn ha. Ship sao Thanh? Rồi, cây này em bao ship toàn quốc của chị ơi, mà em không bao chậu ha. Cái này em không tặng chậu chị ơi. Bao ship toàn quốc, không tặng chậu. Trời ơi, ra luôn ra ngoài luôn. Rồi, ra chặt cứng đó. Ra luôn rồi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số là A7. A7. Quá trời cao luôn rồi.
cũng là một cái vỏ siêu nụ luôn, mã số A7 ha. Rồi, thông số luôn. Rồi, hoành nó là 22. Hoành 22. Quá trời, hoành đế nở 24 giờ luôn quý chị. Quý chị chơi những cái phong này chơi nó tương lai nó lên tiền ha, sau này thành một cái nơm rất là đẹp. Rồi, hoành đế là 1m15. Hoành đế 1m15. Chiều cao là 2m2 quý chị. Cao 2m2. Cao 2m2. Tán ngang là 124. Ngang 124. Quý chị xem nè. Nụ của nó như cái dừa cắm cháy luôn, vỏ siêu nụ ha quý chị. Đó, cái đắp nó nè. Nó mọc cả bông trên thân luôn quý chị. Đây. Bông nó mọc trên thân luôn ha. Mỗi nách là mỗi nụ, bao nụ luôn, chơi tết luôn quý chị ơi. Rất là nụ ha. Hàng này là khỏi nói luôn. Quá khứ nụ luôn. Nhìn cái cây là mê luôn, tết mà nó nở bông ra là tùm luôn quý chị ơi. Một cây mà vàng hực luôn, như vàng 24 luôn. Vàng như vàng 24 luôn ha. Vàng 24 luôn quý chị ơi. Rồi A7, cái này em giao lưu với chị xa giá là 2 triệu chưa, bao ship toàn quốc luôn ha. A7 2 triệu đồng cô chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Quá khứ cái tàn đẹp không chị? Cây này cây tương lai ha. Chi cành nó dày xương đó chị. Xương rất là dày ha. Nó đóng chi cành chị xem nè. Chi cành nó mọc từ thiên nhiên 100% ha. Cái xương này chơi lên tiền. Rồi đổi cây luôn em ơi. Rồi tiếp tục là cây A8 của chị ơi. Tiếp theo là mã số A8. Cũng là một cây siêu nụ luôn. Giảo siêu nụ. Đế đẹp luôn chị, cây này đế VIP VIP luôn. Quá khứ bộ đế rồi. Nó đóng cái cũ ở đây còn đế nở 24 giờ nữa ha. Thân cao ha. Đây, cao. Rồi, thông số luôn chưa. Hoành là 24. Hoành 24. Cái cũ nở là 32. Cũ 32. Thôi tụ ba yếu tố gì? Thân cũ đế luôn ha. Rồi hoành đế là 116. Đế 116. Ơi. Nhìn có làm gì hơi nhìn nè. Chiều cao là 2m. Cao 2m. Có không nhìn đi lớn rồi. Rồi tán ngang là 1m4. Ngang 1m4. Rồi cái vỏ siêu nụ mã số là A8 coi chơi. Mã số A8. Cây tàn thông một cốt luôn chơi. Nụ bông thì khá là nhiều luôn ha. Cứng nách hết trơn chị ơi. Rồi A8 em vô luôn chị xa giá là 1.600.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn. 1.600.000. Không tặng chậu luôn chị. Mã số A8. Cái bầu rễ nó cứng ngắc luôn quý chị ơi. Cái này về mình sang cái chậu đẹp làm chơi ha. Rồi, đổi cây luôn em ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp tục là A9 quý chị ơi. Cũng là một cây siêu nụ luôn. Hàng này là bao đế đẹp luôn ha. À, quá khứ đế luôn quý chị ơi. Rồi, hoành là 23. Hoành 23. Mùa đế rất là đẹp không chị? Rồi, hoành đế của em nó là 80. Hoành đế 80 ha. Hoành đế 80. Chiều cao là 2m2. Cao 2m2. Tán ngang là 127. Ngang 127. Quá khứ bông luôn không chị? Tết là mình chủ yếu là cái cây nào mà có bông mình mới chơi được hết quý chị. Nên em lựa những cái cây mà có bông em nhé. Em siêu tầm về cho quý chị mình mua để về mình chơi Tết hết quý chị. Thành phẩm chơi Tết. Rồi A9 cái này em giao lưu với cô chú chị xa giá là 1.700.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Cái cây này tiền ship không là 500.000 chơi. Nuôi cây này ít nhất cũng 5 năm chờ mới được ba lớn nữa ha. Bán giá cũng yêu thương luôn. Lợi ích mà con chị mình có một cây mai đẹp để chơi ha. Rồi đổi cây. Rồi đổi cây luôn em ơi. Tiếp theo là mã A10. Rồi tiếp theo là mã số A10 luôn. Đây cũng là một cây siêu nụ luôn ha. Siêu nụ là siêu nụ bông luôn nha. Siêu nụ là quá chừng nụ ha. Quá chừng nụ luôn. Quá chừng nụ luôn rồi. Giống nó là giống siêu nụ ha. Nó khác với thằng Thủ Đức Hoàng Tàu ha. Thủ Đức thì bông nó chơi là 7, 9, 12. Còn siêu nụ là bông thập cẩm về bông chùm, chùm lớn ha. Chùm nó có thể là một chùm, một bông nó nở ra cả chục bông ha quý vị. Một chục nụ ha. Rồi hoành em nói là 22. Tính hoành. 20 luôn. Rồi tính 20 luôn. Rồi hoành đế là 1m quý vị. Hoành đế 1m.
Rồi chú chị xem ha, cốt cành nè, tứ diện hết trơn ha, khích luôn chị. Chi tay đầy đủ luôn ha. Đó. Xương đều ha. Rồi chiều cao là 2 m chị ơi. Cao 2 m. Tán ngang là 1m31. Ngang 1m31. Cái siêu nụ của mã số là A10, số đẹp luôn, số 10. A10 luôn đó chị ơi. A10 báo giá thôi ơi. Rồi cái này em giao luôn chị xa, giá là 1.600.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. 1.600.000, mã số A10 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc, không ship chậu nha. Không bao chậu chị ơi. Tiếp theo là mã số A11. Rồi, A11. Đây là một cây giảo Thủ Đức luôn chị ơi. Bông 7-9-12 cánh ha. À. Đây là một cây giảo Thủ Đức không chị? Cái lá giảo Thủ Đức chà bá luôn chị ơi. Rất là nhiều luôn. Đó, bông của nó là 7-9-12 cánh không chị? Giảo Thủ Đức luôn. Wow, 7-9-12 cánh. Em xin thông số luôn chị ơi. Rồi hoành là 22. Hoành 22. 22 hoành ha. Cái củ nở quá to luôn, cái đít bự luôn chưa. Rồi hoành củ là 33. Củ 33. Đó, củ chà bá lử luôn hả chị. Rất là to ha. Cây liền lạc luôn. Chi tay cũng rất là dày ha. Rồi chiều cao là 2m2. Cao 2m2. Tán ngang là 1m25. Tán ngang 1m25. Giảo Thủ Đức. Cây A11. Rồi cái này em giao lưu với cô chú chị xa, giá là 1.500.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn. A11 1.500.000. Cái tàn tròn ngụm luôn á chị ơi. Rất là đẹp ha. Về mà không thích chơi phong phong cao thì mình cắt lùng xuống chút ha. Cũng được hết cô chị. À, gió nó xây luôn á chị ơi. Rồi đổi cây luôn em ơi. Ê hoành quay không? Chứ anh ấy này chị hạn chế đứng gần cây lắm. Rồi. Rồi tiếp tục đây là một cái giảo lá gai luôn á chị ơi. Mã số A12. Đủ giống cho cô chị mình chơi luôn á. Cái lá nó là gai là bự chà bá luôn. A12 là giảo lá gai. Đây là đế cũng đẹp luôn chị ơi. Nụ thì quá thì nụ xâm xê nụ luôn rồi. A12. Rồi hoành thân em nó là 23. Hoành thân 23. Rồi đường kính đế luôn chị ơi. Đường kính đế là 39. 39 đường kính đế. Cái cây này là hiện tại nằm trong chậu là 60 ngọt lòng. Về cũng chị mình mua chậu 70 ha. Rồi. Mình vô rồi mình thêm chấu xì dừa luôn chị ơi. Hàm lượng của nó là 2 chấu 8 xì dừa của chị trộn ha. Rồi chiều cao 2m. Cao 2m. Tán ngang là 1m27. Ngang 1m27. Quá khứ nụ luôn chị ơi. Cây giảo lá gai ha. Khoan từ từ. Rồi. Để cho cô chú coi ha. Ừ. Quá thì nụ. Đây nè, như về cơm cháy luôn. Đó, như cái về luôn vậy nè. Lừ hết trơn ha. Bông không. Nụ bông quá khứ luôn. Rồi. Rồi đã rõ ha. Rồi cái này em giao lưu với chị xa, giá là 1.700.000 thôi chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Quý chị mình vô vườn mua cái cây này ít nhất là 1.200.000 tao mới bán nha. Nếu mà mua số lượng nhiều như em 1.200.000 tao mới bán. Như cái này nhà làm ra của chị bán cái giá là giá vườn đi giống chị luôn ha. Như tiền ship cũng 300-400 rồi. Bán cây cũng như là giá vườn luôn đó chị ơi. Rồi đổi cây luôn. 1.700.000 A12. Tiếp theo là mã A13. A13 luôn. Đây cũng là một cây giảo siêu nụ luôn chơi. Mã số A13 luôn. Cây này cây tương lai cũng chơi. Bộ đế quá trời đẹp luôn. Bộ đế như là một nàng tiên nữ luôn. Nó nôm sởm xuống đó chị. Đế nơm ha. Ờ đế nó sơm xuống ha. Rất là đẹp ha. Bự thành ra nè. Bự bự luôn chưa. Rồi em đâu hoành eo luôn chưa. Hoành eo là 19. 19. 19 hoành. Cái củ là 30. Củ 30. Rồi hoành đế là 96. Hoành đế 96. Chiều cao là 1m7. Cao 1m7. Tán ngang là 98. Ngang 98. Rồi cái này em giao luôn chị xa, giá là 1.400.000 luôn. Rồi, đây là cái siêu nụ của chị. Nhìn quá khứ nụ luôn ha. Đó. Siêu nụ siêu bông luôn chị. T
Rồi 1.400.000 chị bao ship toàn quốc luôn, A13. A13 1.400.000. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã số A14. Rồi, A14 cũng là một cây cây giảo siêu nụ luôn chị ơi. Giảo siêu nụ luôn. Mã số là A14. Cây này có bộ đế là super kêu luôn. Đế như một cái đẹp quá. Quá đẹp luôn chị ơi. Đó, rất là quái nha. Rồi, thông số luôn. A14. Hoành là 19. Hoành 19. Hoành đế là 1m05. Hoành đế 1m05. Chiều cao là 2m. Cao 2m. Tán ngang 1m5. Ngang 1m5. Em nụ bông nhóc trơn chị, cái này làm nụ kim rất là nhiều ha. Nhóc nụ bông trơn chị ơi. Nói chung là mặt hàng cũng Tết rồi, mình cái nào có nụ mình mới đưa lên để ông chị mình lựa chọn mua ha. Về mình chơi ha. Chứ mình mua cái cây mà không có nụ về sao mình chơi không chị ơi. Rồi A14. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Giá là 1.700.000 luôn chị, bao ship toàn quốc luôn. A14 cây giảo siêu nụ ha. 1.700.000. Rồi, giảo siêu nụ. Rồi tiếp tục là A15. A15. Rồi A15 luôn đó chị ơi. Cây A15 cũng là một cái siêu nụ luôn ha. Cây này thật sự là siêu nụ luôn. Cái bộ đế nó như cái bình bông đó chị ơi, cái phôi mai không là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đó, như cái bình bông ha, nhìn nè. Bộ đế rất là đẹp ha. Cây này bao phê luôn đó chị ơi. Cốt cành đóng tứ diện luôn. Cái củ này trồng do ha, đã ha. Ừ, như cái bình bông. Rồi, hoành thân trên đây là 19. Hoành thân 19. Cái củ ở đây là 32. Củ 32. Đường kính đế là 41. Đường kính bầu 41. Chiều cao là 1m6 chị ơi. Cao 1m6. Tán ngang là 1m7. Ngang 1m7. À, chị xem ha, quá khứ luôn. Cái tháng này là hạn chế thịt thuốc sâu chị ơi. Mình để cho sâu nó ăn lá cho nó làm nụ tốt ha. Sâu nó ăn lá non, nó sẽ đẩy nụ liền. Cái mắt đó là sẽ đẩy nụ ra ha. Cây này là bao siêu nụ luôn. Quá khứ luôn, như là nhìn ở ngoài ghê lắm chơi. Nhìn nụ nè, chen chích nhau ha. Ngắt hết trơn ha, nó mọc cả trên thân luôn. Nụ nó mọc trên thân luôn ha. Một cốt luôn, chi cành đóng tứ diện luôn chơi. Dàn xương thì khủng luôn. Rồi, còn cái đế như cái bình bông luôn. Rồi cây cái mã số là A15. A15. Rồi cái này em giao lưu chị xa giá là 2.500.000 ha. Rồi A15. Rồi cái giỏ siêu nụ. Rồi đổi cây luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là một cây cúc cam. Cái cây này ghép là ít nhất cũng cỡ mười mấy năm của chị ơi, cái mất ghép ở chào bá lử luôn. Cúc cam ha. Cái tàn là tròn như trái banh luôn. Tàn là cỡ 2m hơn ha. Quay cái tàn cho anh chị xem ha. Cúc cam. Này mã số A16 đây ha. A16 cây cuối cùng của clip luôn. Rồi cây cuối cùng của clip luôn hết chưa. Vàng tàn đều luôn. Bầu tròn. Chị xem ha. Hai thằng liền lạc hết chưa. Cái phong gì cái dáng gì của anh chị mình tự suy ra. Cây nó liền lạc đó chị. Cúc cam đây có bông nè, có bông đây nè, cúc cam luôn. Quá đẹp luôn. Bên đây nè. Ô, bông này bự hơn đúng không chị, quá khứ đẹp cái bông ha. Cái màu này nếu để kế mai vàng nó đẹp hơn nữa nha. Đúng cam. Rồi màu cam quá khứ cái bông đẹp nè các chị xem. Bông phê luôn. Bông nó là 18 tới 29 cánh các chị, 39 cánh luôn. Cái này có ba mấy cánh à, quá khứ là 1, 2, 3, 4, 5 lớp. 5 lần 10 là 50. Giờ 50 cánh luôn. 50 luôn. Nó chơi thôi chứ, bông 18, 24, 39 cánh thôi chị ơi. Chị là đẹp rồi. Quá đẹp ha. Rồi, đo hoành cho chị xem luôn ha. Rồi, hoành tổng là 37. Hoành tổng 37. Rồi, một thân là 23. Một thân 23. Rồi, hoành đế của em nó là 109. Số đẹp luôn. 109. Chiều cao là 1m7. Cao 1m7. Tán ngang là 2m chơi. Ngang 2m.
quá khứ ha. Cái này cây này là nụ bông cũng rất là nhiều quý vị. Tìm nụ cũng khá nụ thôi. Cái này Tết chơi giống như kê quý vị đây. Nụ của nó cũng cam, thường nó cắt thưa bông như bông chùm hết quý vị. Đây. Đó, cũng khá là nụ ha. Tức là mỗi mắt lá gì nó cũng khoảng là vài nụ vài nụ. Cái cây này Tết nó nở cũng là bích cây quý vị, như thế này cũng là bích cây ha. Mình giữ năm sau mình chơi tiếp quý vị. Cái lá nó cũng màu cam hết quý vị, cái lá cái đọt rau nó ra màu cam, cúc cam. Có mặt bông luôn, có hiện thực luôn quý vị. Cây bao đẹp luôn, bao phê luôn quý vị. Rồi cây có mã số A16. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị đằng xa. Mình là giá là 9 triệu anh chị, bao ship toàn quốc luôn, không tặng chậu quý vị ơi. A16 cúc cam giá 9 triệu đồng cô chú anh chị ơi. Rồi đây cũng là cây cuối cùng của clip luôn hả anh chị. Rồi cuối clip em thân ái chào quý anh chị ha. Quý anh chị lâu lâu trở lại kênh, quý anh chị mong quý anh chị ủng hộ nhiều hơn. Rồi em thân ái chào cô chú anh chị và các bạn. Rồi cảm ơn Thành, cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến hết video ha. Cô chú anh chị có nhu cầu về mai thành phẩm chơi Tết thì liên hệ với Thành hả cô chú anh chị. Dạ chào tạm biệt.